chưa gì hết. Từ 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 bình tĩnh bình tĩnh. Từ từ. Em kiểm tra là chín cho em. Anh sao lấy cái con dao ra, sao anh thấy nó còn nguyên, nó không có đen đen chút nào vậy? Món này mình làm chắc đập lọ luôn không? Món gì? Con đây hả? Ừ. Con đây thật chắc có một con hai chứ. Không. Ừ. Lại có đứa thứ hai sao? Có hai kẻ là chứ. Chứ làm sao đụng hàng được? Đường nào không đụng không? Ai biết được. Đánh xui. Bắt cứng ghê. Ok, hello chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Hôm nay anh em mình sẽ xuất chiêu một cái món là cái món này gọi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam mình, không biết có ai làm chưa. Mời anh em đến với clip độc và lạ của anh em chúng mình nha. Sao giờ này thấy mình giống là lão nông dân không các bạn? Mai mốt mình về quê mình làm ruộng được chưa? Về quê rồi chứ mai mốt nữa. Nhìn cái tay cũng cắt nghiến lắm. Chào anh em. Anh bạn đây bữa rồi anh dặn các bạn ơi, món ăn mà không có anh dặn. Cho nên bữa nay mình mới bữa rồi mình ngủ mình mơ. Mình mơ trả thằng Thánh cho mình thấy một giấc mơ, đó là làm cái món này. Để bây giờ mời anh em tới xem cái món của mình nha. Hôm rồi nấu lâu về mà chê cái chả thằng Thánh cho nên mình lão nấu không được. Hôm nay có chả thằng Thánh. Nếu mà cái chả thằng Thánh bữa nay cái món này không được hư cái nữa nè. Làm sao? Đập luôn. Đập luôn chảo. Đây cái chả này lần này mà hư nữa coi chừng nghe chưa. Mời anh em đón xem clip độc và lạ của anh em mình nha. Chào. Thôi không? Thôi mà không, nghe thử lại. Món gì quá đạo vậy? Còn hơn bì ra nữa. Món này phải là món kinh dị không các bạn? Bao tử bồ. Ủa cái này gọi là bao tử hay là lá sách hay là gì? Chính xác nó là gì? Sao anh nghe người ta gọi tù và hả? Bao tử. Có hình như có dùng người ta gọi là bao tù và hả? Vậy là cái này nó đựng thức ăn à? Tiêu hóa thức ăn hay đựng thức ăn gì à? Bao tử. Thấy, hồi sáng các bạn ơi, hồi sáng Hiển lấy về tôi phải dùng giấm này, chanh này, rượu này, muối hột này, nước mắm này, trò tôi sát tôi trò nó mới ba mùi thơm này. Phải qua đủ công đoạn mới làm được cái món này các bạn. Món này đúng là người ta nói cái gì khó khăn thì ăn nó ngon, không biết liệu có ngon không. Đúng là để tẩy được cái đây là mình sử dụng tất cả những cái gì mà gọi là để tẩy rửa các bạn, những cái gì để làm sạch á, mình mới làm sạch được cái bao tử đây. Hôm nay anh em mình sẽ món gì em chỉ với khán giả luôn em. Lương nướng. Lương nữa, lương úp nầu nhưng mà không phải để vào úp. Tôi do vậy sang bỏ vô cái bao tử con bò này, tôi sẽ úp. Đó, anh em thấy cái công đoạn lúc đầu clip mình có đi hái những cái nguyên liệu để làm á các bạn. Quan trọng nhất là cái món tiêu xanh nè. Cái tiêu xanh này Thánh ăn đầu độc bắt mình bằng mọi giá phải đi kiếm cho được. Nếu mà kiếm không được phải lên tới Đắk Lắk mới hái cho được. Cho nên anh mừng quá trên đây có cái ông chị em chỉ điểm hái được. Đi kiếm cái cây tiêu xanh rất khó. Để ở quê mình đâu phải dễ có các bạn, dùng Bình Định mình không ai trồng loại này. Đó, sầu sạo. Nó thiệt mà. Ở sát quán được đây. Sao nãy em nói anh nguyên một vườn luôn. Anh dòng kia anh tìm đừ luôn, hai vợ chồng đi tìm cắm đầu cắm cổ luôn. Ừ. Đó, hôm nay mời anh em đón xem cái cách làm của Hứng Thánh ăn đập, liệu cái món này có thành công hay không nha. Nếu hôm nay mà không thành công đập luôn cái chả thần Thánh luôn nha các bạn. Bây giờ lương mình sẽ cắt khúc ra nha các bạn. Lương phải để nhớt mới có chắc dinh dưỡng, bổ không méo với lại nhớt. Ủa vậy em? Bình thường hồi lúc nhỏ anh thấy là ba má làm hay lấy tro vuốt cho sạch. Trước chưa phát hiện ra chất dinh dưỡng. Dạ. Yeah. Hàng chị em phát hiện nhiều, hàng chị em ăn em mập đúng rồi. Không,
nhiều người nó kêu ăn dơ mập. Hôm nay là tôi sử dụng lo lốp với lại tiêu xanh với lại nghệ tư nha các bạn. Bò cái thứ đó là bò thứ chính, còn mấy kia là chỉ phụ thôi. Món này anh thấy có vẻ hấp dẫn á, lâu lắm rồi mới được ăn lại cái tiêu xanh. Đấy là gia vị á, gia vị là ba cái đó là chính. Còn món đây là phải lương là chính. Lương với bao tử bò là chính. Đây, ớt kim này là mình sẽ bỏ vô luôn các bạn. Rồi đập gừng, đập lộn, đập nghệ. Rồi, nghệ tư không? Nghệ tư ăn rất tốt nha các bạn. Bằng những để nó có mèo thì đây. Trong này là đã có xả với lại ớt kim để cuốn hộp nha các bạn, với lại là ba con thùng luồng. Thùng luồng vượt biển à? Thùng luồng hay lương? Lương á, lương đây, vàng. Đây, nghệ tư. Anh nói người ta nói là lương đồng nhưng mà anh cũng không tin lương đồng đâu. Nuôi á, lương đồng màu vàng. Dễ gì bữa nay có lương đồng nữa. Rồi. Rồi. Cái gì lần đầu tiên là thích à? Bỏ vô luôn đi. Xíu nữa nó rò nước rồi nó cũng thấm à. Rồi, hành. Tỏi. Lá lốt sắc miệng nha các bạn. Ở quê là hay ăn lương xào với lá lốt. Mà lá lốt dùng cho cái món nướng là rất ngon. Anh nghe nói người ta nói món lương như lá lốp nó cũng có chất trị bệnh á, mà anh không biết có phải không. Nướng bò cũng ngon. Nói chung là lốp nướng cái gì cũng ngon. Lá lốp nhà anh trồng á. Rồi cho lá lốp vào đó. Tiêu xanh chút xíu nữa mình để nguyên nhánh mình bỏ vô luôn. Bỏ nguyên trái luôn ha. Rồi bỏ vô luôn để cho thấm thấm gia vị. Để nguyên bùn luôn ha em. Nó tỏ mùi thơm ra. Giờ đến nãy chưa bỏ ớt. Bỏ ớt vào. Đó. Giờ đến khâu gia vị. Mình chủ yếu là xài bột nêm. Bột nêm là nó đã có cái điều cái lượng bột vừa ăn rồi. Không bỏ muối là nó mặn lạc rồi mình không biết. Chút ngọt. Xíu đường. Tôi vẫn thiên về sa tế nha các bạn. Món ruột vẫn là sa tế. Cho một ít sa tế bằng bèn cho để nó khỏi trên cái chảo chứ làm được rồi mai nghỉ việc nghỉ nha. Bầu vợ của tôi hiến sạc rồi hôm nay dám đuổi nè. Tôi đuổi hết. Khi sau khi đã úp chờ cho nó thấm rồi các bạn, bây giờ là mình sẽ cho vào trong này. Nhìn mùi gia vị đầy đủ thơm em, mùi tiêu nó bốc lên rồi đó. Món này hứa hẹn một món rất ngon. Nhìn hấp dẫn quá ha. Hấp dẫn không? Bò thì phải cái đây là bao tử bò nó ngon, bao tử heo chứ đúng không em? Mình phải để nguyên chứ mình đừng luộc không em. Anh thấy người ta bán bao tử heo người ta luộc cái nó còn nó cứ ngắt nó sực sực mà. Nó luộc sao có độ đàn hồi được phải không? Dạ. Em làm giống như cái con gì nó đang ăn gì vô bụng nó kìa. Mày nhìn rén phải không? Nhìn hấp dẫn đó. Bò mà cái bao tử nó sao đâu cũng nhỏ em ha. Em úp rồi em xác cái sách mình bắn luôn. Cực khổ, biết cực khổ lắm không? Món này đúng cực ạ. Món này nấu ăn rất là khó khăn luôn ạ. Vừa không? Quên lọt vô trong em. Quên lọt đá cho em ạ. Không lọt đâu. Nha. Nè. Món này anh nghĩ là sẽ là món rất là hấp dẫn luôn ạ. Được chưa? Chảo này công nhận chắc ghê. Được chưa? Em cho lửa đây. Món này hứa hẹn là một món rất là tuyệt vời anh em ơi. Chết, không có một quẹt. Quên không quẹt á. Món này cũng là một món đơn giản mà cũng là món món dành cho sinh viên đó các bạn. Mình mua cái bao tử này nó chỉ tầm giá 250.000 thôi. Còn ba con lương thì mình mua lương đây thì ba con lương 6 lạng được không 130.000 thôi các bạn ơi. Món này cũng rẻ.
mình ăn cái món ăn nào thì mình giới thiệu cái món nữa, cái giá nữa cho anh em biết, mai mốt anh em có cần có nhu cầu ăn nó dễ đúng không. Rồi bây giờ thời gian chờ đợi thôi, chờ thôi, mua cột đi, rồi mua lửa không, mua cột, mua wow. Nhiều mua nhiều kho bánh đi. À, nửa tiếng nha các bạn, nửa tiếng để mình xem thử món này có thành công hay là thất bại đây. Cái món chảo này, ốp chảo này là nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Hôm nay mà hư nữa mình đập luôn cái chảo thằng Thánh được không các bạn? Chảo thằng Thánh cố lên, chảo thằng Thánh. Ui, nước em. Đù, mới dở rồi nó còn quyền trong nhà nữa. Nghĩ xong không? Anh nghĩ là cái bao tử nó cháy, mình cái con lươn là còn sống. Tôi nghĩ nó bật ra rồi. Bật ra hả? Ừ. Từ. Bật rồi. Có đất. Bật kệ nó, quan trọng nó chín ra được. Mình quan trọng là mình ăn lươn mà. Chưa hết. Từ, bình tĩnh. Từ. Em kiểm tra này là chín cho em. Anh sao lấy cái con dao ra, sao anh thấy nó còn nguyên, nó không có đen chỗ nào vậy? Anh em ơi, mình thấy nó cũng hình như chín rồi mà mình chưa thấy chắc chắn lắm, thấy nó còn hơi trắng cái bao tử á. Để mình cho chắc chắn mình làm thêm một lần nữa nha các bạn. Chờ thêm 10 phút nữa xem sao. Bây giờ anh em mình mới đốt thêm 10 phút nữa các bạn ơi, để xem như thế nào. Muốn món này thì mình muốn cho cái bao tử nó cháy một xíu để rồi phía trong á, lươn á, mình ăn lươn mà nó xem xém lặn nó mới ngon, chứ nó ướt quá ăn nó không hấp dẫn. Hôm nay ăn tối một bữa nữa rồi các bạn ơi. Đó, rồi chả thằng Thánh phát huy công dụng của chả thằng Thánh không nha. Rồi bể em nó nứt một cái là xong luôn á. Nứt á, thấy vậy nó giòn lắm. Trong vô nứt. Gan nó giòn lắm. Trong vô nứt khỏi. Dao đây, con dao em đâu? Quay đem. Ở đầu đó. Con này, món này cũng căng ha. Đó, nó ít nhất là phải xem vậy đó. Nó phải vậy mới đúng bài. Thơm lựng rồi các bạn. Nó phải như vậy á. Đó, nó giòn xem dài nè. Hồi nãy hơi dở một cái các bạn biết sao không? Hồi nãy cái chỗ mà nhíp á các bạn, thấy nó rập để úp phía dưới cho nên hơi chảy ra một cái số nước, hơi uổng cái nước dinh dưỡng của nó rồi. Thơm quá là thơm luôn các bạn ơi. Quá trời thơm luôn. Thơm quá, thơm mùi tiêu xong rồi. Mùi lo lốp rồi. Quá trời mùi luôn. Gì? Đâu đây? Ở đây cha. Ồ, thơm đến nỗi mà sâu nữa. Rau đây là rau sạch. Rau sạch. Rồi cho em ra kia, cho em cầm lá rau ra nè, mà ăn luôn đi. Món này ơi. Rồi. Rồi bây giờ mình ăn sao kiểu sao đâu. Mình sẽ rạch đi. Bây giờ mình làm sao ta? Em cắt khúc được không? Hay rạch? Em rạch dọc này đi cho nó ứa ra đi coi. Nó rắp nhẹ thôi nha. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Chứ mình món này lần đầu tiên mình thấy hấp dẫn á. Nói chung cái gì lần đầu tiên là mình khoái. Cái da nó giòn luôn các bạn. Thơm nức mũi luôn á. Wow, mùi hành. Mùi nó bốc ra luôn các bạn. Hấp dẫn. Thấy không? Món này, thấy không? Món độc không? Nó mẻ không cái vỗ luôn này. Đúng là chả thằng Thánh nó nghiên cứu quá hay luôn. Ở kim nâu. Đó. Ủa thôi. Thấy gì chưa? Không làm luôn em. Thấy gì chưa các bạn? Thấy gì chưa? Không. Wow. Trời ơi, tôi nói. Tào tiêu xanh nó ra này. Tiêu xanh ra. Wow. Hết sức luôn, hết sức ngon luôn các bạn. Ừ. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà em, đừng có ngon quá quên cả nhà nha. Mời cả nhà nha, trong miếng lươn nè, trong. Đã. Sao? Thơm mùi lá lốp mà, thơm mùi tiêu hành. Nói chung mà quánh gì người ta nói tiếng Anh là gì? Wonderful. À, tiếng Anh là wonderful. Ừ. Chín hết rồi, củ tỏ nè. Wow. Làm miếng củ tỏ thử nó thơm không? Em ăn thử cái bao tử ấy, anh này. Em cắt cho được miếng bao tử em. Cái anh cái mép bao tử anh thấy nó giòn giòn á. Ui vừa nói vừa chạy miếng luôn các bạn. Củ hành, củ tỏ luôn à. Ui củ hành đi. Mời cả nhà nha.
Trời ơi. Em miếng bao tử thôi. Ừ, cắt bao tử nè. Làm. Sao sao? Tử dài lắm. Hấp dẫn không? Ừ, dài lắm. Dài lắm hả em? Ừ. Ngon không? Ấy là quan trọng ngon không? Không ngon. Không ngon hả? Ừ. Đây đũa anh cầm rồi, để anh từ từ anh làm một miếng thử á. Không phải, còn. Còn đâu đũa nữa hả? Đây đây. Rồi. Các bạn ơi. Nước đây nước chấm của mình nè các bạn. Wow, một tay ăn hơi khó chút xíu nhưng vẫn ngon. Trời tối rồi. Wow, gấp em gấp dĩ ra mà khui hết ra cho anh em xem. Không khui hết ra cho anh em xem bên trong có gì đi. Đây, bộ miếng lươn. Ngon. Bộ miếng lươn vô. Mùi tiêu xanh nó cay cay thì tiêu xanh nè, đó, tiêu xanh. Em ăn nguyên cái tiêu luôn hả? Ừ. Anh được không? Cuốn lại. Wow. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Đã. Cái món này con lươn nó giữ được nước. Làm hết chùm tiêu luôn vậy em? Ừ. Em thiệt luôn hả? Ừ. Cay không? Không. Hè. Thơm. Để bên trước em làm cái coi. Người ta nói tiêu xanh mà mình phải thử. Cái món này không ngon nhưng mà ăn rất ngon. Thì sao? Mà nếu mà các bạn muốn làm vậy là các bạn phải làm trước tiên phải làm sạch cái bao tử. Ngon lắm các bạn ơi, làm miếng tỏi của hành nữa nè. Quan trọng là làm sạch cái bao tử nè, chứ không là để cái mùi hâu của bao tử là nó đàn áp là ăn không được lương luôn á. Cái bao tử này thì nãy anh em chỉ cách chế biến lúc đầu rồi các bạn. Phải làm kỹ thật kỹ luôn nha. Wow. Các bạn ơi, vậy mới gọi là món nhậu chứ các bạn. Mình hay thích làm những cái món để nhậu á. Nhất đất. Ừ. Wow. Đã. Làm cái nên em cắt một miếng bao tử nè. Em ăn thử cái miếng bao tử cho anh nè. Không, em được. Sao? Không. Anh ăn thưởng thức chưa? Không ngon. Không ngon nè. Không. Phải không? Tôi nói không ngon, không ngon. Nè. Nó không ngon nè ta. Tôi ăn rồi mà. Nè. Nó ra sao? Mùi vị ra sao? Mùi ba mùi rượu với giấm. Ba mùi rượu giấm hả? Ừ. Còn con lươn này nó giữ độ ngọt rất cao luôn các bạn ơi. Khi mình quấn như vậy á, cái mùi dinh dưỡng á nó vô. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình có một người bạn nhà bạn ấy bên đây mới làm lúa xong các bạn ơi. Nhà bạn ấy mới làm lúa xong với lại bạn ấy mới về quê để làm ruộng. Sẵn bây giờ anh em mình sẽ ngồi chơi luôn nha các bạn. Đó, để bây giờ anh em mình sẽ ngồi chơi một xíu. Mình xin cắt clip tại đây luôn các bạn. Clip cũng hơi dài rồi, mình chào các bạn nha. Chào anh em nha. Chào. Em bạn vô ngồi chơi luôn các bạn. Mà đúng nhậu bán luôn á.